Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có báo chí Công an Nhân dân. Với hơn 40 tổ chức tôn giáo hoạt động tự do trên toàn lãnh thổ, Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế công nhận, có môi trường tôn giáo tự do, dân chủ và bình đẳng. Thế nhưng các tổ chức phản động vẫn vu khống Việt Nam không có tự do tôn giáo. Với hàng trăm đầu báo và tạp chí, hàng chục hội nhóm nghề nghiệp truyền thông đã và đang hoạt động độc lập theo đúng tôn chỉ, mục đích của mình. Việt Nam là quốc gia mà tự do báo chí, tự do ngôn luận được coi là quyền cơ bản của công dân. Thế nhưng các thế lực phản động vẫn ra giả điệp khúc cũ kỹ, Việt Nam vi phạm tự do ngôn luận. Với nỗ lực bảo vệ quyền được sống, được hưởng hạnh phúc, được đảm bảo sức khỏe, Việt Nam đã và đang thúc đẩy tăng trưởng, áp dụng mọi biện pháp đẩy lùi dịch bệnh, xóa đói giảm nghèo cho mọi người dân trên khắp mọi miền. Thế nhưng các thế lực thù địch đã bất chấp sự thật hiển hiện để dựng lên những màn kịch lố bịch, những nhân vật không đại diện cho đa số người dân, hòng gây mất niềm tin của dân với Đảng. Tất cả những chiêu trò đó cần phải vạch mặt, lên án. Tại Đại hội 13 của Đảng và một số hội nghị Trung ương khóa 13 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trên bình diện đa phương, Việt Nam có nhiều đóng góp hiệu quả và đảm nhiệm thành công vai trò chủ chốt tại các tổ chức diễn đàn, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, ASEAN. Việt Nam chủ động đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo ở hầu hết tổ chức diễn đàn quốc tế quan trọng nhất là ASEAN, ASEM, APEC, Liên Hợp Quốc, nhóm các nước G7, G20. Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. Hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều thành quả nổi bật, góp phần củng cố, nâng cao tiềm lực đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Việc các thế lực thù địch can thiệp bôi nhọ, chống phá những nỗ lực của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng ổn định kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao là hành động không thể chấp nhận và cần lên án. Phát biểu tại cái hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn tại, sự tồn vong của chế độ. Công cuộc phòng chống tham nhũng phải là cái trách nhiệm của các nhà lãnh đạo và của quần chúng nhân dân. Hoàn toàn không có cái chuyện là công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta thực hiện lại là trong đó có cái việc là đấy là có cái sự gọi là thanh trừng nội bộ. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đặt ra ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng và trở thành nhiệm vụ xuyên suốt trong hơn 90 năm qua. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái mình nhận dạng nó là những cái gì? Bốn vấn đề lớn. Một là phủ định chủ nghĩa Mác Lênin. Hai là phủ nhận tư tưởng của Bác Hồ. Thứ ba là chống phá các quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật và nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Và cái thứ tư là phủ nhận những thành tựu mà Đảng ta và dân tộc ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Việc các thế lực thù địch lợi dụng những điểm nóng trên các lĩnh vực của Việt Nam nhằm xuyên tạc tình hình phát triển của đất nước, hướng lái những tư tưởng và hành động sai trái, chống đối, bạo lực và bạo động trong cộng đồng nhân dân và xã hội là hành động không chấp nhận. Một bộ phận cán bộ đảng viên, bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Một số hoang mang, dao động, mất lòng tin, cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Đây là những thách thức rất lớn đang đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó là vai trò, nghĩa vụ của báo chí, lực lượng Công an Nhân dân.
vai trò và vị trí tầm quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây chính là mục tiêu hướng tới và không bao giờ từ bỏ âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động. Chúng luôn tìm mọi cách để nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc, chống đối nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Đảng ta thường xuyên coi trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tại Hà Nội, tọa đàm phát huy vai trò báo chí, truyền thông công an nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Bộ Công an mà nòng cốt là Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức đã thu hút sự quan tâm của hàng chục nhà báo, nhà nghiên cứu tham gia. Đây là một phần trong những nỗ lực của người làm truyền thông công an nhân dân nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức chuyên môn để từ đó nói lên sự thật chính xác về quyền con người ở Việt Nam. Quả thực thì cái câu chuyện là phòng chống tham nhũng và đấu tranh chống các lực lượng thù địch thì chúng ta cần phải nói rằng là trong cái thời đại hiện nay nó khác rất nhiều so với trước kia. Và cái gọi là chống các lực lượng thù địch hiện nay, các biện pháp của chúng ta cũng phải khác với cách thức mà chúng ta áp dụng. Không phải là 10 năm, 20 năm trước đâu mà cách đây 2-3 năm thôi. Thì bây giờ cũng phải chống bằng cái hình thức khác. Nhiều khi là chúng ta đấu tranh rất máy móc, đấu tranh theo kiểu là địch nói gì thì ta phản bác lại. Không phải đâu ạ. Tuyên truyền những cái thứ tốt của xã hội ta cũng là cách đấu tranh phản bác. Đúng ạ. Địch đang nói rằng ta không làm được cái nọ cái kia thì ta tuyên truyền những thứ mà ta tươi đẹp, ta hiệu quả. Cũng là hình thức gọi là đấu tranh phản bác. Lần đầu tiên tôi thấy rằng là các đồng chí là tổ chức tọa đàm một cách rất là sáng tạo. Cuộc tọa đàm này đều có ý nghĩa rất lớn, bởi vì lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thì là lĩnh vực rất là quan trọng, nhưng mà hiện nay là chưa thu hút được các nhà báo tham gia, nhất là các nhà báo trẻ. Đây là một cái hình thức làm rất mới, theo tôi đã dự từ lâu nay, đặc biệt là cái tương tác trực tiếp giữa cái lực lượng anh chị em phóng viên, người đóng vai trò rất quan trọng trên cái lĩnh vực đấu tranh để chống cái phòng chống tham nhũng tiêu cực và cung cấp nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái luận cứ khoa học, cái giải pháp rất cụ thể để trang bị thêm cho lực lượng anh chị em phóng viên chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Buổi tọa đàm về đấu tranh chống quan điểm sai trái, bảo vệ quan điểm của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta thấy là từ trước đến giờ công tác này luôn được Đảng chúng ta coi trọng. Nhưng mà nhất ở hiện nay trong bối cảnh không gian mạng, không gian số với nhiều những cái biến động mới thì rõ ràng cái tọa đàm ấy nó ngày càng có ý nghĩa hơn, cho thấy được chúng ta càng nhận diện rõ những cái vấn đề về các thế lực thù địch họ đang lợi dụng như thế nào, đặc biệt trong không gian số để chống lại chúng ta, để chúng ta có được những cái chính sách để bảo vệ quan điểm của Đảng một cách hiệu quả nhất. Dũng cảm, sáng tạo, chủ động, quyết tâm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực báo chí công an nhân dân là điều ghi nhận từ các đại biểu khi tham dự tọa đàm này. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thì chúng tôi tổng kết rằng nó lĩnh vực này nó gắn liền với 4 chữ K, đó là khó, khô, khổ và khiếp. Để cho tác phẩm báo chí mà không khó, không khô, không khổ và người phóng viên không khiếp sợ nữa thì theo tôi là phải có 8 chữ D. Đó là phải đảm bảo tính đảng, tính đúng đắn. Chữ D thứ 3 đó là phải vừa đủ thôi, không quá dài. Chữ D thứ 4 là đẹp về cả hình thức trình bày cũng như là ngôn từ ở trong đó. Chữ D thứ 5 là phải đi đến để gặp các chuyên gia, các nhà khoa học về cung cấp thông tin. Chữ D thứ 6 là phải đảm đang, phải dũng cảm, phải dấn thân vào cái sự nghiệp. Chữ D thứ 7 là phải đọc các văn kiện, đọc các sách báo và đọc chính là cái quan điểm sai trái của thế lực để chúng ta đấu tranh lại. Và chữ D cuối cùng đó là phải dám đánh các thế lực thù địch. Khối đoàn kết của chúng ta, giữa các tôn giáo của chúng ta cũng mục tiêu là phá các cái khối đoàn kết dân tộc của chúng ta. Rồi mục tiêu cao hơn là gì? Để thành lập các nhà nước ly khai, các cái nhóm sắc tộc, rồi là tạo cái việc lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và phá hoại cái hệ thống chính trị của chúng ta. Cho nên cái công tác sắc tộc tôn giáo là cái việc mà cực kỳ nan giải và cần thiết phải trao đổi, cần thiết phải đưa ra những cái biện pháp mới trong bối cảnh hiện nay để có những cái giải pháp hiệu quả nhất để bảo vệ quan điểm của Đảng. Trong những năm qua thực hiện chủ trương vừa đấu tranh vừa tuyên truyền, Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương xây dựng gần 5.000 chuyên mục, trên 6 triệu tin bài phóng sự đăng báo, đài trung ương và địa phương, phối hợp với công an các địa phương tổ chức trên 7.000 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, định hướng thông tin trước các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc với hàng trăm nghìn lượt tham gia. Đăng tải trên 6.000 tin bài phóng sự đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên các hệ thống web, blog, mạng xã hội, phục vụ công tác đấu tranh phản bác lại địa phương. Những con số trên không chỉ phản ánh về những nỗ lực mà báo chí công an nhân dân đã và đang triển khai thực hiện từng ngày, mà còn khẳng định nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của báo chí trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, nhìn lại gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và hơn 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phải thừa nhận đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đang tiếp tục diễn ra hết sức phức tạp, tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Song, với vai trò nòng cốt trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, báo chí công an nhân dân nhất định sẽ làm tròn nhiệm vụ đấu tranh phòng chống với những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động, xứng đáng là thanh bảo kiếm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.